Hello, xin chào mọi người nhé. Hiện tại thì mình đã có mặt ở cái trang chủ của App Store ở Nhật Bản. Thì hôm nay thì mình sẽ vào và xem là cái dòng iPhone 15 mới ra sẽ tính ra tiền Việt so với cái tỷ giá yên Nhật hiện tại thì sẽ là bao nhiêu tiền nhé. Thì mình sẽ vào dòng iPhone 15 Pro Max trước. Thì như trên màn hình thì các bạn thấy đây là chiếc iPhone 15 Pro Max màu xanh Titan nhé. Thì mình sẽ vào dòng iPhone 15 Pro Max trước. Thì năm nay thì là sẽ có 4 màu. Đấy. Thứ nhất là màu Titan tự nhiên. Đấy. Đây là màu Titan tự nhiên nhé. Đấy. Màu Titan tự nhiên. Thứ hai là màu xanh. Màu xanh Titan nhé. Thứ ba là màu trắng Titan. Và thứ tư là màu xám Titan. Năm nay không có màu vàng nhé. Và thay vào đó là màu Titan tự nhiên. Như trên màn hình các bạn thấy là đây là màu Titan tự nhiên nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ điểm qua cái giá nhé. Mình sẽ lướt qua giá iPhone 15 Pro Max trước. Thì là dòng iPhone 15 Pro Max thì năm nay sẽ có 3 loại: 256GB, 512GB và 1TB nhé. Không có 128GB. Thì 256GB thì khoảng tầm 31 triệu, 512GB khoảng tầm 36 triệu và 1TB thì tầm 41 triệu nhé. Thì đây là cái tỷ giá yên Nhật là tại thời điểm hiện tại bây giờ là 1 yên là khoảng tầm 163 Việt Nam đồng gì đấy nhá. Thì các bạn so sánh xem với giá Việt Nam thì như thế nào nhé. Thì đây là giá dòng iPhone 15 Pro Max. Thì bây giờ thì mình sẽ qua dòng iPhone 15 Pro nhé. Và đây là dòng iPhone 15 Pro nhé. Thì cũng tương tự như iPhone 15 Pro Max, cũng sẽ có 4 màu: màu Titan tự nhiên, màu xanh Titan, màu trắng Titan và màu nâu Titan. Thì bây giờ mình sẽ lướt qua giá nhé. Và dòng iPhone 15 Pro thì sẽ có dung lượng là 4 loại: 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. 128GB thì khoảng tầm là 26 triệu, 256GB tầm 28,5 triệu, 512GB tầm là 33,5 triệu và 1TB thì tầm 38,5 triệu. Thì cái này thì tính theo tỷ giá yên Nhật tại thời điểm hiện tại nhé, là 1 yên khoảng tầm 163 Việt Nam đồng. Thì đấy là iPhone 15 Pro. Thì bây giờ thì mình sẽ qua dòng iPhone 15 nhé. Thì năm nay thì là dòng iPhone 15 cũng rất là đẹp, có màu hồng rất là đẹp. Thì bây giờ thì mình sẽ qua dòng iPhone 15 nhé. Thì dòng iPhone 15 thì năm nay sẽ có các màu như trên màn hình đấy. Thì có màu hồng là nổi bật nhất nhé, rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ điểm qua dòng iPhone 15 Plus nhé. Thì dòng iPhone 15 Plus thì là sẽ có các màu như sau. Thứ nhất là màu xanh. Thứ nhất là màu xanh nhé, màu xanh nhạt. Đấy, màu xanh nhạt nhé. Thứ hai là màu hồng. Thứ ba là màu vàng. Thứ tư là màu xanh ngọc và thứ năm là màu đen. Và dòng iPhone 15 Plus thì cũng sẽ có giá là dung lượng sẽ có 3 loại là 128GB, 256GB và 512GB. Thì 128GB khoảng tầm là 23 triệu, 256GB tầm là 25,5 triệu và 512GB là khoảng tầm là 30 triệu nhé. Thì đây là dòng iPhone 15 Plus. Và bây giờ thì mình sẽ xem qua dòng iPhone 15 nhé. Dòng iPhone 15 thì cũng sẽ các góc màu thì cũng sẽ là tương tự giống như iPhone 15 Plus nhé. Và giá thì sẽ là rẻ hơn một chút. Và cũng có các màu như là màu xanh này, màu hồng này, màu vàng này, màu xanh ngọc và màu là một màu, màu, màu đen. Đấy. Thì ở đây thì mình thích nhất được là màu hồng nhé. Màu hồng rất là đẹp. Con gái dùng thì rất là thích. Và bây giờ thì mình sẽ xem qua giá nhé. Ở đây thì cũng sẽ có 3 loại: 128GB, 256GB và 512GB. 128GB khoảng tầm là 20,5 triệu, 256GB là tầm 23 triệu và 512GB là khoảng tầm 28 triệu. Và vừa rồi là mình vừa check xong cái giá của tất cả các dòng iPhone 15 mới ra mắt. Thì những bạn nào mà ở Việt Nam thì các bạn so sánh xem là các cửa hàng ở Việt Nam thì bán so với giá ở bên cái App Store ở bên Nhật thì là chênh lệch như thế nào nhé. Và hiện nay thì là
vẫn chưa đạt được đâu. Tầm ngày 15 thì cách đây 2 ngày nữa thì mới có thể là đặt được chính thức nhé, chính thức đặt được, đặt hàng qua online. Đấy thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn hãy thấy hay hãy like và đăng ký kênh chia sẻ giúp mình nhé. Bye bye.